Chào mừng quý vị đến với chương trình của Máy Chế Biến Gỗ Thượng Nguyên. Hôm nay thì tôi thay mặt cho anh chị em Thượng Nguyên kính chúc quý vị nhiều sức khỏe. Và như chúng ta biết là trong cái nhà máy nội thất thì trong cái khâu mà chúng ta có thể làm hộc tủ, hộc kéo, rồi có những cái sản phẩm của chúng ta phải làm mộng, hoặc là những cái khung tủ chúng ta phải cần những cái mộng mắt cá, mộng đuôi én, còn gọi là tạo rãnh của một cái sản phẩm, thì chúng ta cần máy nào? Thì hôm nay Thượng Nguyên giới thiệu đến quý vị một cái máy gọi là máy đánh mộng tạo rãnh mang cá, còn gọi là đuôi én, thì với thương hiệu là Quay Long đến từ Đài Loan, và có một cái model là 300N. Với cái model này thì máy thì sử dụng rất là tốt và đạt được những cái sản phẩm của chúng ta yêu cầu. Ví dụ như trên một cái nhà máy của chúng ta cần cái tạo một cái rãnh dài thì máy này cũng có thể sử dụng được, và những cái mộng của cái hông hộc tủ để mà kết lại với nhau thành những cái hình giống như là mang cá hoặc là đuôi én. Thì với một cái thương hiệu Quay Long thì kích thước bàn làm việc của chúng ta sẽ lên tới là, như quý vị thấy là một cái mặt bàn ha, chúng ta lên tới maximum là 800 mm, và mời quý vị tham khảo thêm nè kích thước làm việc của chúng ta ha, của sản phẩm. Nhưng quý vị thấy là cái bảng này thì chúng ta có một cái giá ở vị trí này, thì hai bên đây là đè phôi nha quý vị, đã đè phôi hai bên của chúng ta. Thì với một cái kích thước đè phôi chúng ta với một kích thước là 300, cho nên vì sao chúng ta có một cái model là 300N là như vậy. Và bây giờ mời quý vị xem cái hệ thống điện của máy. Giới thiệu đến quý vị, đây là một cái màn hình cảm ứng của máy, để chúng ta thao tác máy khi mà chúng ta on hoặc off. Chúng ta ví dụ như on thì chúng ta sẽ bấm cái khởi động bên đây, và chúng ta off là bên đây, và đây là công tắc khẩn. Với một cái touch screen và với một cái hiệu là Syntec thì quý vị cũng biết là rất là nổi tiếng từ Đài Loan ha. Và đây là hệ thống điện, mời quý vị. Thì nhà máy được sử dụng hai cái driver và biến tần, và những cái thương hiệu Xilin thì đến từ Đài Loan, rất là đồng bộ ha. Và những cái hệ thống trong đây thì quý vị thấy là nhìn rất là hiện đại của một cái máy gọi là với thương hiệu là Quay Long. Đó là sơ qua về cấu tạo của máy cũng như là hệ thống điện của máy, và bây giờ mời quý vị xem thao tác máy.
Vừa rồi quý vị vừa xem thao tác máy thì máy của chúng ta thao tác ra những cái sản phẩm nhìn đạt chất lượng tuyệt đối của một cái dòng sản phẩm mà chúng ta có nhu cầu. Thì một nhà máy ít nhất nếu ví dụ như sử dụng về cái mỏng tùy theo cái khách hàng của quý vị thì chúng ta nên chọn những cái thiết bị nào cho nó phù hợp của sản phẩm của chúng ta. Một vài thông tin Thượng Nguyên muốn gửi đến quý vị và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Thượng Nguyên và thay mặt cho ban giám đốc cũng như toàn thể anh em Thượng Nguyên kính chúc quý vị một lần nữa được nhiều sức khỏe và luôn gặp may mắn. Cảm ơn quý vị.